Xin chào mọi người, em là Duy đến từ Sơn Cao Stick. Hôm nay xin giới thiệu mọi người những cây đàn guitar điện nội địa Nhật mọi người. Đầu tiên là một cây Strat. Đây là cây Strat Badgers. À, đây, thương hiệu Badgers, dòng này dòng Universary. Thì đây là một dòng rất là nổi tiếng của Badgers. Chất lượng Badgers rất là tốt nha mọi người. Badgers là một hãng nội địa Nhật và chất lượng của họ rất là tốt. Cây đàn này có một cái màu rất đẹp, đó là màu xanh và nó có camai. Chất âm cây đàn rất tốt. Một cây Strat thuần túy với 3 pickup là SSS. Với switch 5 sự lựa chọn mọi người. Có nghĩa là mọi người có thể lựa chọn từng pickup hay theo từng cặp pickup. Có rất nhiều khách hàng của em là những người mà các chú lớn tuổi hoặc là các bạn trẻ mà lần đầu tiên tiếp xúc với guitar điện, thì chắc chắn là em sẽ làm một cái clip để mà hướng dẫn mọi người về tính năng và chức năng của tất cả các switch và các nút này, để mà khi mà mọi người nhận cây đàn thì mọi người sẽ biết sử dụng, và nó có một cái clip hướng dẫn bằng hình ảnh thì nó cụ thể hơn. Nước sơn đẹp cho mọi người. Bộ khóa là bộ khóa vintage. Đầu cần là Badgers, là phím thép và phím gỗ. Cây đàn nó không có bị mòn nha. Cây đàn này phím thép phím gỗ còn tốt. Khóa là khóa vintage nè mọi người. Là cái bộ khóa cổ điển á, nó giống như những cây Fender á, nhìn nó rất là đẹp ha. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại, có loại thép trong cần đàn. Cây đàn này thì về phần nước sơn nè mọi người, thì nó có một số chỗ nó bị tróc sơn ha. Nhưng mà một số chỗ này tróc sơn thì nó cũng nằm ở phía sau, nói chung cũng nhẹ tội. Còn phần trước á, thì mặt top của nó thì rất là đẹp. Pickup đồ còn tất cả mọi thứ rất là tốt. Rồi, cây đàn này em bán với giá 2.8 triệu nha. Một cây Strat rất là ngon, chất âm rất là tốt. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây Strat Badgers dòng Universary. Tiếp theo em xin giới thiệu mọi người một cây Les Paul. Đây là một cây Les Paul của Photogenic mọi người.
Thì đây là một cây Les Paul thuần túy với hai pickup pump. Mọi người nhìn sơ qua mọi người sẽ thấy là còn rất là đẹp, rất là tốt. Nhưng mà thực sự ra là nó có tróc sơn mọi người. Như ở đây là nó có tróc sơn ha. Thì những cái chỗ này tụi em sẽ fix lại cho nó liền lạc, nhìn nó đẹp hơn. Phím là phím Zumbo, phím rất là dày dặn và phím chưa có bị mòn nha mọi người ha. Khóa là khóa cổ điển nè. Rồi cần thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Cần đàn là cần đàn liền. Thì những cái cần đàn liền này nó cho chất âm tốt hơn, giá trị cái đàn cao hơn. Vì làm ra cái đàn này nó tốn nhiều nguyên liệu hơn và nó khó làm hơn, thành ra giá trị cái đàn nó cao hơn, dẫn đến là chất âm nó tốt hơn mọi người. Tại vì nó liền lạc vậy nè, những cái rung động nó truyền từ cần rồi xuống body nó tốt hơn rất nhiều. Thì nước sơn cái đàn rất là tốt, nhưng mà cũng có chỗ bị trầy tróc, nhưng mà em sẽ làm lại thẩm mỹ cho mọi người. Thì em nói luôn ha, thì đúng những cây này á là nó phải 3,5 triệu, nhưng mà cây này nó có bị nước sơn dày nên em bán với giá 2,7 triệu. Em sẽ còn fit lại cho nó đẹp nữa. Cái đàn cầm lên nó rất là chắc tay, rất là nặng và chất lượng đàn gia công rất là tốt. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây số 2 Photogenic dán Les Paul cần liền, em bán với giá 2,7 triệu, có trầy và sẽ fit lại đẹp cho mọi người. Em xin giới thiệu cho mọi người một cây Rattrus, cũng là một hãng đàn nội địa Nhật. Cây này cái dáng nó dáng Les Paul mọi người, nhưng mà nó đặc biệt hơn, đó chính là pickup của nó lại là pickup của một cây Strat, có nghĩa là ba pickup single. Và đây là cây Les Paul có nhúng hai chiều nha mọi người. Thì nhúng hai chiều là làm sao, để nói cho những anh chị cô chú nào mà người mới hoặc là các bạn trẻ biết á, thì các bạn mới làm quen biết á, thì nhúng hai chiều bình thường, cái đàn bình thường mình chỉ nó chỉ nhúng được về phía trước thôi mọi người. Thì cái đàn nhúng hai chiều, ngoại chiều nhúng về phía trước thì mọi người còn có thể nhúng về phía sau được nữa. Thì đây gọi là nhúng hai chiều. Nó có cái nhúng hai chiều á, nó tạo được nhiều cái sắc thái hơn. Nhưng mà cái nhúng hai chiều này nó cũng là một cái điều mà những người mới chơi mọi người không nên chơi nhúng hai chiều. Không phải bán mà nói cho nó suông nha mọi người. Em cũng khuyên thẳng luôn những anh chị nào mà những người mới chơi, hoặc những chú nào mà mới làm quen với guitar điện, không nên xài nhúng hai chiều.
mọi người chỉ xài nhúng 2 chiều khi mà đây là cây đàn thứ 2, thứ 3 mọi người rồi. Mọi người đã từng trải nghiệm qua những cây đàn guitar nhúng 1 chiều rồi. Mọi người muốn tìm một cây đàn nhúng 2 chiều để mà mình thay đổi cái khẩu vị thì mình nên chọn nhúng 2 chiều. Còn nếu mà bạn là một người lần đầu tiên mà làm quen với guitar, hoặc là cái chú lớn tuổi mà làm quen với guitar mua trúng cây nhúng 2 chiều là khóc thét luôn á. Tại vì cái chuyện mà nội không mà vô dây lên dây nó là cả một vấn đề. Phải có phương pháp chứ không phải là giống như là cái nhúng một chiều mà ai cũng có thể thay dây được, ai cũng có thể lên dây được. Những cái nhúng hai chiều này, mọi người thay dây lên dây nó phải có cái cách làm riêng của nó, phải có nhiều cái trải nghiệm thì mọi người hãy nên sử dụng cái nhúng hai chiều. Còn nếu lần đầu tiên thì thôi, bỏ qua những cái nhúng hai chiều đi, cho dù nó có hay, nó có như thế nào đi nữa thì mọi người cũng không nên. Cái chuyện mà lên dây nè, rồi tune lại cho nó đúng cái âm suất này cũng là cả một cái vấn đề đối với những người mới á mọi người. Thành ra cây này chỉ dành cho những anh chị nào mà từng trải nghiệm những cái nhúng một chiều, muốn lên những cái nhúng hai chiều thì hẳn sử dụng nha, chứ không phải bán thì ai em cũng bán đâu. Nói trước cho mọi người là nó khó. Rồi đầu cần là rách rút nè, locking đầu cần nè, nhúng hai chiều ở phía dưới, cái bộ nhúng của nó rất là chất lượng và giữ tune tốt. Ba big cup single, cây này là 24 phím, cần phím rất là dày dặn, không có bị mòn nha, không có bị mòn gì hết. Khóa là khóa zin nè, cần là thẳng đẹp, có lõi thép trong cần đàn. Cây này thì không phải cần liền, cây này cần rời. Nước sơn cũng có vài chỗ trầy tróc nhưng mà tụi em sẽ tút lại cho mọi người. Với những cái đàn màu đen á mọi người thì thực ra nó rất là dễ, có thể tút lại cho mọi người được. Phía trước của nó rất là đẹp. Cây này em bán giá 2 triệu 9 nha. Những anh chị nào cần nhúng 2 chiều thì mọi người lựa chọn cây này. Còn mới thì thôi bỏ qua. Cho dù nó có đẹp nhưng mà giờ mọi người về làm quen với nó cũng cả vấn đề á mọi người. Thank you.
Rồi, tiếp theo xin giới thiệu mọi người cây số 4. Thì đây là cái đàn dán móc Kingbird mọi người. Đây, thì nhìn cái logo rất là lạ đúng không? Mọi người nhìn cái logo này chắc không biết là của hãng nào. Thì đây là logo của Aria Pro 2 ở trên dòng móc Kingbird mọi người. Là một cây đàn được sản xuất tại Nhật. Cây đàn này nó còn rất là đẹp, chất lượng tất cả mọi thứ, từ cần, phím nè, cho tới bộ khóa, rồi tất cả mọi thứ, bít cúp đồ trên đây rất là ngon. Và là một cây đàn còn khá là mới. Những cây móc Kingbird đó mọi người, những cái góc này nè, đa phần của nó đều bị cấn, tại vì cái góc nó nhọn ha. Đa phần những cái góc này bị cấn, thì cây này á, những cái góc nó lại còn nguyên vẹn. Đầu cần là Aria Pro 2 nè, đây là logo của người ta nha mọi người. Rồi, phím tép và phím gỗ cây đàn còn nguyên vẹn. Bộ khóa rất chất lượng nha mọi người. Bộ khóa là bộ khóa gồ tông, khóa xịn và còn rất đẹp, nước xi rất là chất lượng. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Có loại thép trong cần đàn, có cả số series. Màu sơn của nó là màu đen, còn rất đẹp. Bít cúp của nó là bít cúp zin hết á. Cây này bít cúp zin nó là như vậy mọi người. Thì cây này em bán với giá là 2.8 triệu. Chất âm rất là tốt. Ai là những người mà mọi người thích một cây đàn Nhật mà chất lượng thì mọi người lựa chọn cây này. Cây này được làm ở Nhật luôn. Aria Pro 2, khóa gồ tông rồi tất cả mọi thứ. Chất lượng lắm mọi người. Về sao tiếng đồ của nó cũng hơn hẳn những cây khác. Tầm những cây Les Paul như thế này phải tầm khoảng chừng 3.5 triệu, 4 triệu. Nhưng mà dán móc Kingbird thì nó rẻ hơn, vì nó cá tính hơn, ít ai lựa chọn nên cái giá của nó mềm hơn ha mọi người. 2.8 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn số 4 này nha. Tiếp theo xin giới thiệu với mọi người một cây Fernandez nữa mọi người. Thì cây này là dán Strat, nhưng bít cúp của nó là bít cúp hum. Và bộ bít cúp nhìn rất là gấu nè mọi người. Nhúng của nó không phải là nhúng 2 chiều, con này nhúng 1.5 chiều mọi người, chứ không phải nhúng 2 chiều. Vẫn có locking ở đầu cần, cái logo đầu cần thì nó mất rồi. Nhưng mà mình biết nó hiệu Fernandez qua cái nắp lưng. Nắp lưng là của Fernandez. Một cây đàn Fernandez của Nhật đàng hoàng luôn nha mọi người. Khóa là khóa vintage. Cái phím của nó, cái phím của nó bị oxy hóa, em sẽ chùi lại cái phím của nó. Nhưng mà em cam đoan với mọi người là phím của cây này nó không bị mòn. Bít cúp là hai cái bít cúp hum. Nhúng của nó nhìn rất là dày dặn, nhìn rất là chất lượng. Màu đỏ cũng còn rất là đẹp nha mọi người, kể cả mặt hông. Đó, ở phía sau và logo Fernandez ở đây nó có trầy. Đây, nó có trầy. Nó rõ cho mọi người biết luôn. Rồi, cần thì cần thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Bộ khóa là bộ khóa cổ điển. Hai con ốc này là để nó bắt cái locking ngay trên đây ha.
Rồi cây này thì em bán cho mọi người là 2,5 triệu nha. Một cây đàn của Nhật còn rất là đẹp mọi người, nước sơn rất là chất lượng. Những chỗ này đánh bát ra thì nó sẽ ra rất nhiều. Những cái chỗ này nè, chỗ trầy này em đánh bát lại thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. 2,5 triệu, giá khá là rẻ rồi mọi người. Thành ra mọi người cứ an tâm sử dụng cây này nha. Cây này mọi người mua được sẽ rất là hời, vì đây chắc chắn là một cây Fernandez của Nhật. Một cây Les Paul của Bernie mọi người. Thì cây này là một cây Bernie của Nhật luôn nha. Đó, Bernie. Phím thép và phím gỗ cây này còn nguyên vẹn, vẫn chưa mòn nè. Nước sơn cây này thì phía trước mọi người nhìn nó có màu xanh, xanh đen nha. Ở đây nó có trầy nè mọi người. Đó. Những cái chỗ này mọi người cứ an tâm, em sẽ làm lại cho mọi người đẹp hết ha. Có trầy nữa nè. Đó. Thì giá em bán cho cây này là 2,5 triệu. Một cây đàn mà mọi người lật cái bích cúp ở dưới là nó made in Japan hết. Mọi người cứ an tâm. Ở đây em sẽ thêm vào một cái núm cho mọi người nha. Cứ an tâm. Rồi, phía sau có trầy, và trầy cũng khá nhiều. Nhưng mà giá vẫn 2,5 triệu, tại vì cái đàn này của Nhật nha mọi người, không thể nào rẻ hơn được. Những cái cần nè mọi người, nó vẫn có trầy, và những chỗ này sẽ làm lại đẹp cho mọi người luôn. Cứ an tâm. Em muốn để cho mọi người coi là cái tình trạng nó bị như vậy, và em sẽ làm lại cho mọi người ha. Khóa của nó là khóa gồ tông nè mọi người. Gồ tông trên từng khóa. Những cây này chất âm chất lượng hết nha. Chất âm chất lượng, bích cúp cũng là bích cúp chất lượng, bích cúp của Nhật hết. Những cái này mọi người dỡ ra ở dưới nó là made in Japan hết. Mộc của nó thì em sẽ tút lại, nhìn nó sạch sẽ hơn. Những cái chỗ mà bị trầy, bị như thế này em sẽ làm lại hết cho mọi người. Thường á, đàn Nhật á, nó nằm ở những thập niên 70-80. Và đến bây giờ á mọi người, những thập niên 70-80 nó đã quá lâu rồi. Thành ra nó sẽ ít những cây đàn Nhật mà đẹp. Những cái đàn mà nội địa Nhật, ví dụ như từ Korea bán vô nè, hoặc là những cây như là Taiwan rồi nè, thì nó mới hơn, nhìn nó đẹp hơn, nó xuất sắc hơn. Nhưng mà nó không phải của Nhật làm. Có những anh chị chơi đàn Nhật, mọi người rất thích những cây đàn mà đúng made in Japan, thì đây chính là một cây đàn mà đúng made in Japan ha mọi người. Cây này với cây Fernandez hồi nãy là cực kỳ ngon luôn. Thank you.
Những cái cây đàn nãy giờ mà em nói của Nhật là thực sự đúng, nó là của Nhật hết. Thành ra mọi người cứ an tâm về chất lượng nha. Cây Les Paul của Karai mọi người. Thì Karai này chính là một hãng của Korea. Korea họ xuất vào Nhật nha, chứ không phải là hàng làm tại Nhật. Thì những cái cây mà Korea xuất vào Nhật hay là Taiwan xuất vào Nhật á, nó được một cái lợi thế là cây đàn nó còn rất mới. Như cây này thì mọi người thấy là nước sơn của nó là không thể nào chê vào đâu được. Vẫn có trầy nha mọi người, nhưng mà trầy ít. Cái pick up, cái ngựa, đồ tất cả mọi thứ nhìn còn rất là mới, rất là chất lượng. Đầu cần là Karai nè, phím thép và phím gỗ, cái đàn này không bị mòn nè mọi người. Rồi, bộ khóa là bộ khóa cổ điển. Cây này là một cây đàn Les Paul cần liền ha. Em bán 2.9 triệu, nước sơn còn đẹp cho mọi người. Phía sau vẫn có trầy đây, ví dụ như ở đây trầy, nhưng mà mấy cái này đánh bát ra được rất nhiều. Mọi người cứ an tâm. Còn về mặt hông nè, không có bị tróc sơn nè, rất là đáng quý. Mặt trước cũng vậy nữa, cũng nước sơn còn rất đẹp. Em bán cây này 2.9 triệu, 2 pick up hum. Ngon lắm mọi người. Những cây này về cái độ nặng của cây đàn, về chất lượng gỗ, chất lượng gia công tuyệt vời lắm. 2.9 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm cây đàn này. Tiếp theo cũng là một cây Les Paul nữa. Đợt này clip này rất nhiều cây Les Paul là của Benny mọi người. Cây này giống y hệt giống như cây hồi nãy mọi người. Thì cây hồi nãy cũng là khóa gồ ton, cây này cũng là khóa gồ ton nha. Nhưng mà khóa gồ ton này đó, nó không có in logo. Cái chữ gồ ton nó nằm chữ G, nó nằm phía trong đó mọi người. Gỡ cái mặt trước này ra thì mọi người giật cái khóa ra thì nó có chữ G ở trong. Đây cũng là khóa gồ ton, cũng là một cây đàn Benny của Nhật luôn. Chất lượng rất là tốt. Thì cây này nó đẹp hơn cây nãy. Cây này nó có cái màu là màu bạc nha mọi người. Màu bạc có kim tuyến. Tùy góc nhìn, có nhiều khi nhìn nó ra màu vàng cát, có khi nhìn nó ra màu bạc. Nhưng mà đúng đó, ở ngoài con mắt mình nhìn thì nó là màu bạc à. Đầu cần là Benny nè mọi người. Phím thép và phím gỗ, cây đàn này không có bị mòn nha. Bộ khóa là khóa zin đi theo cây đàn. Những bộ khóa này chất lượng cực kỳ tốt. Mọi người xem những cái dây son, những cái dây rê là những cái dây mà nặng nhất á, thì hầu như là nó rất là mịn màng mọi người. Tuyệt vời lắm.
ha. Cần hẳn đẹp, không gãy, không làm lại. Nước sơn cây đèn cũng còn rất là đẹp. Ồ, cây này nước sơn còn rất đẹp luôn mọi người. À, mặt trước á, thì nó đẹp, nhưng mà mặt sau á, thì nó cũng có. Ở đây nó có một cái vết cấn. Đó, mọi người thấy. Rồi, ốc đó thì nó cũng có rỉ sét. Thì những con này nếu mọi người không thích á, thật ra những cái này nè mọi người, à, về mà ai có thời gian á, mọi người ngồi gỡ từng con ốc này ra, cái mọi người lấy cái giấy nhám á, mọi người ngồi mọi người chà lên, thì mọi người sẽ giữ được những con ốc này. Tại vì chà đi nó hết cái lớp oxy hóa là con ốc này nó đẹp là bình thường. Còn tụi em bán thì không thể nào làm hết kỹ 100% được. Nên những anh chị nào mà thực sự mọi người yêu đàn, mọi người chăm chút, thì mọi người mua về mọi người tự làm những cái này. Làm những cái này lãng mạn gì chứ nó vui lắm mọi người. Ở đây là cả cái miếng này nó còn cái siêu luôn á nha mọi người. Là mọi người coi cái siêu của nó nè. Đó, nó còn cái lớp nhựa bọc ở ngoài. Rồi, cây này em bán cũng giá 2,5 triệu giống như cây xanh thôi. Thì tùy mọi người lựa chọn thôi mọi người. Rồi tiếp theo mọi người, một cây Ibanez giò. Nhưng mà cái dáng đàn này là dáng đàn nó hơi lạ nha. Ở nước ngoài mọi người, người ta hay gọi cái dáng đàn này là dáng đàn double cut. Có nghĩa là Les Paul thì nó chỉ khuyết bên đây thôi. Còn ông này double cut có nghĩa là ông cắt hai bên luôn, kêu là double cut. Cái dáng đàn này nhìn rất là quen thuộc. Mọi người có thể nhớ đến một người, một tay guitarist rất là ảnh hưởng đến nền âm nhạc Việt Nam mình, đó chính là Carlos Santana. À, người Việt Nam mình hay gọi cái dáng này theo cái tên hãng đàn của ổng gọi là dáng BRS ha. Thì cây này là người Việt Nam mình gọi là dáng BRS. Còn đúng á mọi thì nó là double cut, có nghĩa là nó cắt hai bên. Cây đàn này còn rất mới mọi người. Mọi người nhìn cái bit cup của nó còn siêu nè. Đó, ở trên bit cup trên cũng còn siêu, là còn những cái ni lông để bảo vệ nó mọi người. Gọi là còn siêu. Nước sơn cây đàn cực kỳ đẹp ha. Hông cũng vậy, lưng cũng vậy, còn đẹp lắm. Logo Ibanez cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại. Bộ khóa là khóa zin. Ở phía trước nè mọi người, thì cái chỗ này nó
bị mất cái nắp che cần thì tụi em sẽ làm một cái nắp che cần khác lại cho mọi người ha. Cái đó là tụi em sẽ làm hết, mọi người cứ an tâm. Phím thép và phím gỗ cây đàn này không có bị mòn nha. Giá em bán cho cây đàn này 2.9 triệu một cây Ibanez, ngon lành lắm. Mời mọi người nghe thử chất âm của cây đàn này. Rồi tiếp theo mọi người, một cây dáng SG. Cây này là cây Mai Sun. Mai Sun này không phải là đàn của Nhật nha mọi người, nó là đàn làm tại Korea mà xuất thẳng vào thị trường Nhật. Thì đúng như em nói á mọi người, thì những cây đàn mà Korea xuất vào thị trường Nhật á, cái bên ngoài của nó nhìn nó đẹp hơn, cái chi tiết nó cũng còn nước sơn rồi tất cả mọi thứ nó còn liền lạc hơn. Còn những cái đàn của Nhật như em nói là nó quá lâu rồi, thành ra để mà kiếm được một cây đàn Nhật mà đẹp thì không phải dễ. Đầu cần nó là Mai Sun nè mọi người. Phím cây này là phím Zumbo nha, có nghĩa là phím to và dày. Phím không bị phím thép và phím gỗ cây đàn này không có bị mòn nha. Ha. Bộ khóa là bộ khóa cổ điển nè. Cần là thẳng đẹp, không gãy, không làm lại, có lõi thép trong cần đàn. Và đây là một cây cần liền nha mọi người. Giống như những cây Les Paul á, những cây SG cần liền, cái giá trị của nó cao hơn, nó mắc tiền hơn, chất âm của nó tốt hơn. Có những cái khuyết điểm như ở đây, nó có những cái khuyết điểm. Thì tụi em sẽ cố gắng làm lại cho nó đẹp hơn. Đẹp hơn như vậy rất nhiều nha. Cái này là tạm vậy thôi. Rồi còn lại thì nước sơn rất là chất lượng, nước sơn zin hết 100%. Cái đàn này em bán với giá là 3 triệu cho một cây SG làm ở Korea. Mai Sun là một hãng làm đàn rất là chất lượng nha mọi người. Và sản phẩm của họ xuất thẳng trực tiếp vào thị trường Nhật. Đây là dòng sản phẩm dành cho thị trường Nhật, thành ra chất lượng sản phẩm của nó tốt hơn. Em mời mọi người nghe thử chất âm cây đàn này nha.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã yêu thương, tin tưởng trong tất cả các clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào những clip sau.